bắt hợp nha. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với buổi livestream của Hùng Chuối cũng như là Thiên Long Bách Hợp nha. Thì hiện tại thì mình đang có mặt tại hàng huyết lĩnh và hoạt động bắt bàn cổ của Thiên Long Bách Hợp nha mọi người. Game này là bản game này là có tất cả 14 phái bao gồm Tuyệt Tình Cốc, Đào Hoa Đảo, Đường Ngôn, Quỷ Cốc, Mộ Dung và chín môn phái cơ bản nha mọi người. Hello, chào mọi người. Xin chào Hoài Nam, chào Trường Đình Duy nha, chào mọi người, chào cả nhà. Chính môn phái. Hello mình, hello Hồng Chi Ba nha em. Đây đánh nhau khá là dữ dội luôn à. Hello cả nhà, hello Chí Hiếu, chào mọi người. Hello anh Lý Đảm nha. Chào mọi người nha, mọi người cần hỗ trợ có đe gì thì mình cứ liên hệ với lại fanpage của Thiên Long Bách Hợp nha. Chào Kai Boy, chào Minh Kha. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã like, share, ủng hộ mình nha. Này đang gánh nhau khá là căng luôn, rất là đông luôn ạ. Này có thể đem đi chỗ khác được không? À được rồi nè. Hai bên đánh nhau khá là căng và rất là đông luôn. Game này một PC hay account đang có 14 môn phái nha. Bật chuông thông báo lên mới có. Bật chuông thông báo lên mới có nha. Bị kẹo rất là đông luôn nha. Chào Sáu Trai, chào anh Khôi, chào Nguyễn Đương Trung nha. Chào mọi người, chào Nguyễn Kiệt Gà Đá nha. Là hai bên nên trao đổi chiêu thức cho Nguyễn Hiếu Tâm nha, cho mọi người nhé. Chỗ này mới có một bên thôi, chưa phải không phải hai bên, mới có một bên à. Chào Né Thang Linh nha, chào Đỗ Trừng Trí nha, chào mọi người. Chỗ này mới có một bên nè, không phải hai bên, mình nhầm. Ủa bị gì vậy?
hay là tôi bị rớt mạng ta? À không không, không có điếc. Nó hết hồn, vậy là tôi bị rớt mạng hả? Gớt mạng mọi người, nó bị gớt mạng. Gớt mạng, nó bị gớt mạng. Gớt mạng bà con ơi. Chào Nguyễn Phú, chào Lucky Luke, chào Đổi Trường Chí, chào mọi người nha. Gớt mạng, gớt mạng, gớt mạng. Trời ơi, baby điếc, hết hồn. Tôi tưởng tôi mới mở live stream điếc là hên lắm luôn á. Gớt mạng, gớt mạng, gớt mạng, chỉ là gớt mạng thôi. Kéo trong gấu hồi đó gớt ra ngoài là lụm không có được đó. Nó gớt trong gốc là gớt, mọi người gớt ra ngoài là à, mỗi game thì nó tùy tùy nó chỉnh bot ở những chỗ khác nhau. Kết boss ở trong góc coi chừng lụm bọc không được đó mọi người. Tại vì con boss là mình phải kéo ra ngoài nha. Game này là Thiên Long Bách Hợp bản 14 môn phái nha mọi người. Bao gồm môn phái mới nhất là tuyệt tình cấp đến từ Thiên Long Bách Bộ. Chào Nguyễn Ngọc Tân, chào chính quý bạn đang xem trên channel của Hội Phát Hiền nhé. Chào Hoàng Hạnh, chào Phương Nga, chào Trần Kim Hiệu, chào mọi người. Đang đánh nhau khá là to nha mọi người. Vô. Mình phải tàn hình, không tàn hình là tôi chết, sao tôi trụ nổi. Xin chào Nguyễn Thanh nha. Chào Nghĩa Phệ Phệ, chào Lê Ngọc nha, hello. Chào mọi người. Ôi bây giờ quýnh tới đâu mà trời, quýnh đông quá trời luôn. Con boss nó chạy ra ngoài đường luôn. Boss nó còn một cây máu mà nó chạy tới ra ngoài đường rồi. Ok
Game này là Thiên Long Bát Hợp bản 14 môn phái nha mọi người. Bạn nào muốn trải nghiệm tiệc tình cấp hay trải nghiệm BK boss đàn cổ top chuẩn sát thương VNC thì mình có thể trải về chơi thử nha. Ngoài ra thì mọi người còn trải nghiệm được rất là nhiều cái, ví dụ như là Phụng Hoàng Cổ Thành nè, bét mới, kỵ mới rất là nhiều luôn mọi người ơi. Xin chào Lục Hải, chào Hồ Đắc Hưng, chào Nông Vinh, chào Đại Nguyễn, chào Trần Tán, chào Lê Kiển, chào Nguyễn Thanh, chào Hoàng Hạnh nha. Rất là nhiều án mạng đã được xảy ra trên những hạng huyết lĩnh luôn. Chào Nguyễn Mạnh Tân nha, chào mọi người. Đúng là đông, chỗ nào cũng có người đó mọi người ơi. Game này là Thiên Long Bát Hợp nha cả nhà. Ê sorry. Để tháo vũ khí ra đã. Đánh nhau khá là gắt luôn. Đấy. Nhau khá là căng thẳng luôn. Chào mọi người nhé. Trời ơi, mình ép ngọc vô mình nó auto chứ, vô ép ngọc free mà. Ép ngọc vô rồi BK thôi, gấu chén thôi. Tối tôi mới kéo mọi người ơi, thường thường là tối tôi mới kéo. Chào mọi người nhé, mọi người xem cho mình một like, một chia sẻ, một comment nha. Đây là game Thiên Long Bách Hợp nha, bản 14 môn phái nha mọi người ơi. Chào Ngô Bảo Châu nha. Hiện tại đang khá là loạn luôn á. Con boss thì nó còn một cây máu nữa là nó hết rồi. Ôi quên, nó chết rồi. Thì nó hết rồi là cái gì? Tất cả đã bị bao vây. Rồi, tất cả đã bị bao vây rồi. Ôi là trời. Hiện tại hai bên đang trao đổi giao thức khá là căng nha. Cộng thêm sát thương đến từ con boss nữa. Sát chết quá là nhiều luôn à. Chào Vũ Văn Sơn, chào Bùi Hải Nam, chào Đạt Lét nha, chào Ngô Bảo, chào Ngô, chào Phúc, chào Lét.
Hiện tại thì con mod chào lặng nhá. Con boss đang còn khoảng được một cái máu, nhưng mà mấy bạn đang BK nên không ai đánh boss cả. Bây giờ là đánh nó ngoài trong tùm lum tùm la hết trơn rồi. Đó, mình đi một vòng cho mọi người coi. Trong đây còn có hai người đang quýnh lộn nữa nè. Quá trời quá đất luôn. Chào Bùi Minh Sơn nha. Chào John Anh nha. Dương Khang bán ngạc là mẹ khác rồi. Chào Nguyễn Đình Hải nha. Dương Khang bán ngạc rồi, làm bạn có bạn nào có bạn mới mua là mẹ khác rồi. Nhưng chưa đào thiệt tình cốc hay sao á. Con boss hiện tại còn gần một cây máu nên đánh nhau khá là dữ dội. Đánh được hai phe. Chào Nguyễn Mạnh Khang, chào Già Nhân nha, chào Lucy Huỳnh, chào Nguyễn Linh Hải, mọi người xem thì cho mình hùng chuối xin một like, một comment, một chia sẻ nha. Đây là game Thiên Long Bách Hợp bảng 14 môn phái, mọi người đang tham gia hoạt động boss bàn cổ top sát thương tại mạng Lý Lĩnh nha. Chào mọi người, chào Trường Quang Chiến. Chào Trung Đức Nguyễn nha. Có còn nhiều bạn cái bang bật xoay lên cái kiểu. Wow, có thể thấy là Gogon xoay rất là dữ luôn. Chào Eric Đặng nha, chào Phạm Hoàng Tuấn, chào mọi người, hello mọi người. Đây là game Thiên Long Bách Hợp bảng 14 môn phái nha mọi người, bao gồm Thiệt Tình Cốc, Đào Hoa Đảo, Đường Môn, Quỷ Cốc, Mộ Dung và 9 môn phái cơ bản của Thiên Long Bách Bộ nhé. Game này 1 PC 2 account thôi ạ. Em chào anh Lê Văn Đức nha. Chào Bùi Thanh Hiếu, chào Đức Thông nha, chào Phúc Minh nha, chào mọi người. Em chào anh Đức nha. Hai bạn của này đánh khá là căng luôn. Sao càng đánh càng bị ép thế, không biết đang chặt nè. Mọi người nhìn ở đây chứ thực chất là hai phe đang BK, tại vì mình không có trong ban hội nào của hai phe nên là nhìn ai cũng đỏ, ai cũng bực BK hết trơn.
Đây là bảng rank danh của server ạ. Hiện tại Như Ý đang top 1 với 302 hiện tại thôi nha. Còn ngày cuối thì mọi người mới lên mới ca em mới biết được. Đang đánh rất là căng luôn. Hai này đang trao đổi chiêu thức liên tục. Không thể nào mà chụp hết được đâu mọi người. Lấy được một góc thôi à. Một PC 2 EK thôi là game này có. Rồi. Trên con đường một mình em đi và sẽ còn nữa. Đang rất là căng nha mọi người. Xin chào con gà mập nhé. Game này là Thiên Long Bách Hợp bản 14 môn phái nha mọi người, bao gồm Tiệt Tình Cốc, Đào Hoa Đảo, Đường Môn Quỷ Cốc, Mộ Dung và 9 môn phái cơ bản của Thiên Long Bát Bộ nhé. Ngoài ra game này thì còn sẽ có rất là nhiều đặc sắc cho mọi người trải nghiệm dần luôn. Một bên đang ép lên, một bên đang ép xuống. Và sẽ không còn nữa, và sẽ không còn mới. Chào Nguyên Nguyễn nha, chào mọi người nha. Game này là Thiên Long Bách Hợp nha mọi người ơi.
Chào Hồng Thanh, chào Danh Võ, chào Đinh Minh Tuấn nha, chào mọi người. Xe nắm khá là căng nha, con boss nó còn không còn nhiều máu nữa. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Chào Đỗ Phương Hậu nha. Chào Trần Ngọc Hiếu nha, chào Hải Nguyễn. Game này là Thiên Long Bách Hợp. Đang đánh nhau rất là căng luôn hả mọi người. Coi chừng kéo boss ra góc chết là nó sẽ mọi người rất là khó nhặt được gương đó nha. Đừng có kéo ra góc để vô giữa để nó góp mặt nó góp giữa gương nhặt nó rất dễ. Quân địch chết ba, quân ta chết hết. Trời, boss chết rồi. Đó, đây là hoạt động boss bàn cổ của Thiên Long Bách Hợp nha. Đó, nhặt gương thì mọi người sẽ nhận được rất là nhiều lợi tức nha. Ô, mọi người nhặt lẹ lắm luôn á. Mới đây xong rồi, bây giờ mình về mình coi top nha. BK tiếp nha mọi người. Kéo gen thôi, ở tí xíu upstream thì tôi sẽ kéo. Yên tâm, đây là upstream thì tôi kéo mà. Thế nào tôi chả kéo chứ. Giờ đang livestream coi mọi người BK mà kéo gen thì giờ này. Chút nữa upstream là sẽ kéo nha. Thank you.
Nhìn xem bay cao mà. Xin chào Hoàng Đỗ nha. Nhưng mà để bây giờ mình coi bảng xếp hạng nha. Mà đi cắt tóc mới được tóc dài quá à. Bây giờ coi top ai là coi top. Chút nữa thôi, up trend tôi mới kéo trend được. Giờ đang trend là đang trend coi mọi người bê ke nè. Đây thiên giới và anh hùng hội là lụm top nha. Đây này là thiên long bắt hợp nha mọi người, bảng 14 môn phái, bạn nào chơi thì có thể về chơi thử nhé.